và trở lại với lại anh Việt Linh để anh Việt Linh có thể gửi đến cho quý vị những gì mà anh ghi nhận trong vấn đề luận tội Tổng thống Donald Trump. Với cuộc luận tội Tổng thống Trump hiện nay đang bước vào giai đoạn mới và chính trường Mỹ xoay chuyển thế nào? Sau khi kết thúc các phiên điều trần, liệu những diễn biến mới có đủ tác động để khiến đảng Dân Chủ xoay chuyển tình hình trở nên tốt hơn hay không? Thưa quý vị, Ủy ban Tình báo Hạ viện đã kết thúc các phiên điều trần và đang gửi một báo cáo đến Ủy ban Tư pháp Hạ viện. Ủy ban này thông báo sẽ bắt đầu các phiên tòa với các chuyên gia về hiến pháp vào ngày 4 tháng 12 và mời ông Trump đến tham dự hoặc cử cố vấn tới. Cho tới Chủ nhật tuần này, Tòa Bạch Ốc sẽ quyết định liệu ông Trump hoặc các cố vấn của ông có tham gia hay không. Bởi vì cuộc điều tra luận tội không chỉ là một vấn đề chính trị mà còn liên quan đến cả tình báo, nên Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Adam Schiff là người dẫn đầu cuộc điều tra này. Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Jerome Nadler cũng tham gia vào tiến trình và thực hiện vai trò truyền thống mà cơ quan của ông đảm nhiệm, đó là phát thảo và bỏ phiếu về các điều khoản luận tội Tổng thống. Từ đây, các điều khoản này sẽ được gửi tới Hạ viện, nơi mà cuộc bỏ phiếu cuối cùng sẽ được thực hiện. Trong khi tuần lễ tạ ơn đang diễn ra và Quốc hội tạm nghỉ, thì cuộc điều tra luận tội Tổng thống Trump bước vào giai đoạn cao trào. Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Adam Schiff trong một bức thư gửi tới các đồng nghiệp trong Hạ viện hôm 25 tháng 11 đã khẳng định các nhà điều tra hiện đang chuẩn bị một bản báo cáo tóm tắt các bằng chứng mà chúng tôi có được cho tới nay, rồi sau đó sẽ sớm chuyển sang cho Ủy ban Tư pháp Hạ viện sau khi Hạ viện quay lại làm việc sau kỳ nghỉ tạ ơn. Cuộc điều tra vẫn tiếp tục và chúng tôi đang thu thập thêm các thông tin gần như mỗi ngày, ông Adam Schiff cho biết, đồng thời tuyên bố thêm, mặc dù các phiên điều trần cùng các nhân chứng mới có thể được bổ sung, Hạ viện sẽ không để Tổng thống Trump hoặc những người khác kéo dài các phiên tòa này trong hàng tháng trời. Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện đã gọi cuộc điều tra là một vấn đề khẩn cấp mà chúng ta không thể chờ đợi nếu chúng ta muốn bảo vệ an ninh quốc gia và sự thống nhất của các cuộc bầu cử. Trái lại, thưa quý vị, Đảng Cộng hòa tiếp tục phản đối Đảng Dân chủ và cho rằng các hành động của Tổng thống Trump không nghiêm trọng đến mức bị luận tội. Sau khi các phiên điều trần kết thúc, Đảng Dân chủ sẽ chuẩn bị một báo cáo để gửi tới Ủy ban Tư pháp Hạ viện nhằm giúp cơ quan này thúc đẩy các điều khoản luận tội. Báo cáo này sẽ miêu tả chi tiết các bằng chứng trong cuộc điều tra 8 tuần vừa qua của Ủy ban Tình báo Hạ viện. Chúng tôi sẽ công bố những nỗ lực điều tra trong thời gian qua, cho thấy Tổng thống Trump đã tìm kiếm sự can thiệp từ bên ngoài trong cuộc bầu cử của chúng ta, nhằm đem lại lợi ích quốc gia, đánh đổi với các lợi ích chính trị cá nhân. Mặc dầu đã phát thảo báo cáo này, nhưng chúng tôi vẫn để ngỏ khả năng sẽ công khai thêm các bằng chứng. Các quan chức cấp cao trong Ủy ban Tư pháp Hạ viện và Ủy ban Tình báo Hạ viện sẽ tiếp tục trao đổi với các nhân viên của Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi để quyết định quy mô và mức độ các điều khoản luận tội. Quyết định cuối cùng sẽ thuộc về bà Pelosi. Đảng Dân chủ đang cân nhắc đến một số điều khoản luận tội Tổng thống như lạm quyền, cản trở quốc hội, cản trở luật pháp và tham nhũng. Việc có bao gồm các khoản nội dung trong báo cáo của công tố viên đặc biệt Robert Mueller vào điều khoản cản trở luật pháp hay không cũng đang được tính tới. Theo CNN, các nghị sĩ đảng Dân chủ trao đổi riêng với nhau rằng họ hy vọng các phiên tòa luận tội tại Ủy ban Tư pháp sẽ diễn ra trong tuần đầu tiên của tháng 12, khi Quốc hội quay trở lại để hoàn tất tiến trình luận tội trước Giáng sinh. Những phiên điều trần sắp tới tại Ủy ban Tư pháp sẽ đánh dấu một giai đoạn quan trọng tiếp theo trong cuộc điều tra luận tội Tổng thống Trump. Ủy ban Tư pháp sau đó sẽ tranh luận và bỏ phiếu về các điều khoản luận tội, dọn đường cho cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện nếu ủy ban này thông qua những điều khoản trên. Khi vai trò trung tâm trong cuộc điều tra luận tội chuyển từ ông Adam Schiff sang ông Jerome Nadler, thì liệu cuộc điều tra luận tội Tổng thống Trump sẽ diễn ra như thế nào? Với các thành viên đảng Dân chủ,
Đây là một tình thế tương đối phức tạp. Đảng Dân Chủ đã giành được nhiều sự chú ý sau các phiên điều trần, nhưng dường như bấy nhiêu nỗ lực của họ vẫn chưa thể làm thay đổi quan điểm của người dân Mỹ về việc luận tội và buộc Tổng thống phải từ chức. Một số thành viên Đảng Dân Chủ bắt đầu cảm nhận được rằng họ đang thua trong cuộc chơi này. Nghị sĩ Đảng Dân Chủ Brenda Lawrence, người từng ủng hộ cuộc điều tra luận tội, nay lại khẳng định rằng Đảng Dân Chủ chỉ nên bỏ phiếu cho một cuộc chỉ trích hoặc phê bình hành động của ông Trump thay vì tiến hành một cuộc điều tra như hiện nay. Chúng ta đã tiến rất gần đến kỳ bầu cử. Tôi muốn nói rằng khi hiểu được đất nước này đang bị chia rẽ như thế nào, thì tôi không thấy việc buộc Tổng thống phải từ chức có bất kỳ ý nghĩa nào. Cuộc điều tra luận tội ở một khía cạnh nào đó cũng giống như một cuộc thử lửa để nhà lãnh đạo Mỹ khảo sát về mức độ ủng hộ của các cử tri và các nghị sĩ đảng Cộng Hòa dành cho ông. Trong khi đảng Dân Chủ tiến hành các phiên điều trần với hàng loạt các nhân chứng chủ yếu là các quan chức chính phủ trong lưỡng đảng và các tài liệu bao gồm các email, tin nhắn và ghi chú để chứng minh cho cuộc cáo buộc của mình, thì vẫn còn một lỗ hổng khiến những nỗ lực này có thể sôi hỏng bỗng không. Đó là việc không có nhân chứng nào có thể khẳng định rằng Tổng thống Trump đã trực tiếp ra điều kiện hoãn khoản viện trợ quân sự trị giá 400 triệu Mỹ Kim cho Ukraine để gây sức ép với chính phủ nước này nhằm điều tra đối thủ chính trị của ông, gia đình cựu phó tổng thống Joe Biden. Một số nghị sĩ đảng Cộng Hòa còn khẳng định rằng thậm chí cả khi tìm ra mối liên hệ giữa hai sự việc này thì điều ấy vẫn không đủ để luận tội Tổng thống Trump và buộc ông phải từ chức. Hơn nữa, trong tình hình hiện nay, khi lỗ hổng bằng chứng trên chưa được lấp đầy, thì bức tường bảo vệ Tổng thống Trump của đảng Cộng Hòa vẫn vô cùng mạnh mẽ. Kể cả bước sang giai đoạn mới, đảng Cộng Hòa dường như không có dấu hiệu gì sẽ bỏ rơi Tổng thống Trump. Ngày 27 tháng 11, Tổng thống Trump đã đăng tải trên Twitter một bức ảnh chế ghép mặt ông vào thân hình vạm vỡ của diễn viên Sylvester Stallone, thủ vai võ sĩ đấm bốc trong phim Rocky III. Dòng tweet bất thường này của nhà lãnh đạo Mỹ dường như với thông điệp mà ông muốn gửi đến các đối thủ của mình rằng dù bất cứ khi nào, bất cứ ở đâu, ông đều sẵn sàng đấu với họ. Tổng thống Trump đang theo dõi từng diễn biến của cuộc điều tra luận tội, đồng thời biến cuộc điều tra này thành vũ khí để chống lại các đối thủ chính trị của ông. Trong khi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đã gần kề, cuộc điều tra luận tội của đảng Dân Chủ giống như một cuộc chạy đua với thời gian. Liệu đây sẽ là một nước cờ khôn ngoan của đảng Dân Chủ hay một bước đi gậy ông đập lưng ông? Đáp án cuối cùng chỉ có thể dùng thời gian để trả lời. Thưa quý vị, ông Rudy Giuliani chính là người đã khiến ông Trump gặp khó khăn trong cuộc chiến luận tội. Ông Rudy Giuliani từng được coi là cánh tay đắc lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhưng hiện luật sư riêng đang trở thành gánh nặng, gây khó cho những nỗ lực chống lại cuộc điều tra luận tội. Suốt 3 năm qua, ông Giuliani dường như đi đây đó khắp thế giới với tư cách là một đại sứ bất kham của Tổng thống Trump, phớt lờ mọi quan ngại từ các trợ lý an ninh quốc gia cũng như các nhà ngoại giao Mỹ, trong khi thực hiện những nhiệm vụ mà nhà lãnh đạo Tòa Bạch Ốc giao phó. Tuy nhiên, theo các báo cáo mới cho thấy rằng vị luật sư riêng từng được ca ngợi là thị trưởng của nước Mỹ đã đồng thời theo đuổi vận may cá nhân và cách ông tự xử lý các vấn đề hiện đang bị truy xét gắt gao, đến mức ngay cả Tổng thống cũng tìm cách tránh xa. Thứ Tư, 27 tháng 11, đánh dấu một ngày tồi tệ đối với cựu thị trưởng New York Giuliani khi búa rìu dư luận nhắm vào ông này ngày càng gia tăng sau khi cả hai tờ báo New York Times và Washington Post đồng loạt đăng tải báo cáo điều tra về hoạt động làm ăn của ông. Các bài báo khắc họa chân dung của một người đàn ông đã tận dụng mối quan hệ thân thiết với Tổng thống để tìm kiếm các thỏa thuận béo bở ở Ukraine có thể giúp tăng ảnh hưởng của công ty Giuliani Partner cũng như tài sản cá nhân của ông.
những tiết lộ được đưa ra đúng vào thời điểm mà các nhà lập pháp đang điều tra động cơ đằng sau những nỗ lực của ông Giuliani nhằm lật đổ cựu đại sứ Mỹ tại Ukraine, bà Mary Jovanovich, xem liệu chúng là tuân theo lệnh của Tổng thống Trump hay các quan chức Ukraine muốn loại bỏ nhà ngoại giao này. Hãng thông tấn CNN cũng đưa tin các công tố viên liên bang đang điều tra các thỏa thuận kinh doanh của luật sư Giuliani như một phần của cuộc điều tra rộng hơn nhắm vào các cộng sự kinh doanh của ông, có thể bao gồm cả những cáo buộc hình sự từ thông đồng, cản trở công lý đến vi phạm các quy định tài chính trong chiến dịch vận động tranh cử và rửa tiền. Thưa quý vị, các công tố viên liên bang ở New York đang tìm hiểu các mối quan hệ của ông Giuliani và các cộng sự với công ty dầu mỏ và khí đốt quốc doanh của Ukraine. Theo CNN, luật sư riêng của Tổng thống Trump đã có câu trả lời bất nhất về những liên hệ của ông đối với một nhà tài phiệt Ukraine, doanh nhân mà trước đây ông từng tuyên bố chẳng có liên quan gì. Ràng buộc pháp lý rất chặt chẽ xung quanh luật sư Giuliani đã khiến lãnh đạo Tòa Bạch Ốc phải nói với người dẫn chương trình phát thanh bảo thủ Bill O'Reilly vào tối 26 tháng 11 rằng ông không biết cựu thị trưởng New York đang làm gì ở Ukraine, khi các hành vi đó tiếp tục trở thành tâm điểm truy xét trong cuộc điều tra luận tội tổng thống do Hạ viện khởi xướng. Trong một hành động gợi nhớ đến cách đối phó với luật sư riêng của tổng thống trước đây, Michael Cohen, người hiện đang thụ án 3 năm tù giam, ông Trump đã có những phát biểu ám chỉ bản thân hoàn toàn mù mờ về chương trình nghị sự của ông Giuliani ở Ukraine, bất chấp lời khai của các nhân chứng trước các nhà điều tra Hạ viện cho thấy điều ngược lại. Khi người dẫn chương trình O'Reilly lặp lại câu hỏi rằng ông có ra lệnh cho luật sư Giuliani tới Ukraine hoặc gây sức ép với Kiev hay không, ông Trump đã quả quyết rằng không, tôi không chỉ đạo ông ấy, nhưng ông ấy là một chiến binh. Rudy Giuliani đã tới Ukraine. Ông ấy có thể đã thấy thứ gì đó. Nhưng anh phải hiểu rằng Rudy còn đại diện cho những người khác nữa. Ông Trump cũng nhấn mạnh luật sư đã có các giao dịch ở Ukraine suốt nhiều năm qua. Nhưng theo giới phân tích nhận định, thưa quý vị, khó có thể cho rằng luật sư Giuliani còn có bất kỳ khách hàng nào khác quan trọng hơn Tổng thống Mỹ. Hơn nữa, tuyên bố của Tổng thống Trump mâu thuẫn trực tiếp với những lời phát biểu của ông trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 25 tháng 7. Theo bản ghi nội dung cuộc gọi, ông Trump đã nói với tân lãnh đạo Kiev rằng tôi sẽ cử ông Giuliani gọi điện cho ngài. Rudy biết rất nhiều về những gì đang xảy ra ở đó. Tuyên bố cũng đi ngược lại với lời khai của đại sứ Mỹ tại EU Gordon Johnson, người khẳng định trước các ủy ban điều tra của Hạ viện rằng luật sư Giuliani về cơ bản đang thực thi các chính sách đối ngoại của ông Trump với Kiev, cố gắng dàn xếp chuyện đổi chác bằng cách gắn một chuyến thăm Tòa Bạch Ốc của tân Tổng thống Zelensky với việc ông phải giúp đỡ điều tra nghi vấn tin tặc Ukraine can thiệp vào bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016. Cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden, cũng như con trai của chính khách này, Hunter Biden, người từng có chân trong một hội đồng quản trị của công ty năng lượng Burisma ở Ukraine. Hiện chưa có bằng chứng nào cho thấy các việc làm sai trái của cha con ông Biden, ứng viên tổng thống của đảng Dân Chủ, nhiều khả năng là đối thủ chính của ông Trump trong cuộc đua tái cử năm 2020. Với các tiết lộ về việc luật sư Giuliani đang đàm phán các thỏa thuận tài chính cá nhân với chính những người ông đang moi thông tin, càng làm tăng sự lộn xộn liên quan đến hoạt động ngoại giao ngầm của ông. Theo New York Times và Washington Post, ông Giuliani đã tìm cách có được các thỏa thuận làm ăn trị giá tới hàng trăm ngàn Mỹ Kim với các giới chức Ukraine, đồng thời tận dụng các mối quan hệ tại đất nước này để khai thác các thông tin gây hại cho nhà Biden. Mặc dù các bên liên quan vẫn chưa chốt thỏa thuận, nhưng những tiết lộ trên có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Trước hết, chúng đã phản bác các phát biểu lặp đi lặp lại của ông Giuliani rằng
ông không có bất kỳ hoạt động kinh doanh nào ở Ukraine. Thứ hai, chúng ám chỉ luật sư riêng của ông chủ tòa Bạch Ốc có thể đang nhắm đến các khách hàng tiềm năng ở Ukraine, những người khao khát có được mối quan hệ mạnh mẽ hơn với Mỹ và với Tổng thống Trump, vị khách hàng quyền lực nhất của ông Giuliani. Thưa quý vị, với kết quả khảo cứu tài liệu của tờ New York Times hé lộ, ông Giuliani gần như đã giành được một thỏa thuận với Bộ Tư pháp Ukraine. Trong đó, cơ quan này chấp nhận trả cho công ty của ông 300.000 Mỹ Kim để giúp tìm ra các khoản tiền bị biển thủ. Riêng với luật sư Giuliani, ông đã quả quyết rằng ông không đòi tổng thống phải trả tiền cho các dịch vụ pháp lý do ông đảm nhiệm. Ngay tối 27 tháng 11, cựu thị trưởng New York cũng đăng đàn Twitter gọi các bài viết của tờ New York Times là tin giả. Tôi không theo đuổi cơ hội kinh doanh ở Ukraine như tờ báo này đã bịa đặt. Tôi có thể giúp họ lấy lại 7 tỷ Mỹ Kim tiền bị đánh cắp, nhưng tôi đã không làm điều đó. Thù lao nhận được là con số 0, ông Giuliani viết. Nhưng một tiếng sau, luật sư riêng của lãnh đạo tòa Bạch Ốc chia sẻ thêm, New York Times và Washington Post đang cố gắng hủy hoại uy tín của tôi vì tôi biết sự dối trá của họ nhằm che đậy cho nhà Biden. Giới quan sát hiện nay, nhắc lại chuyện Tổng thống Trump đã quay lưng với cựu luật sư riêng lâu năm Michael Cohen, người từng được ông mô tả là một người tốt với một gia đình tuyệt vời. Nhưng sau đó, trong mắt ông thì Michael Cohen lại là kẻ dối trá đáng kinh ngạc. Và ông Giuliani cũng đóng một vai trò then chốt trong quyết định hạ bệ ông Michael Cohen của ông Trump. Khi các rắc rối pháp lý ngày càng chồng chất nhiều hơn, ông Giuliani cứ khăng khăng bản thân vẫn có niềm tin vào Tổng thống. Dù cả hai dường như đang đánh tiếng qua lại thông qua các cuộc phỏng vấn trên truyền thông. Xuất hiện trong chương trình phỏng vấn với kênh Fox News vào tuần trước, ông Giuliani đã thẳng thừng bác bỏ ý kiến cho rằng Tổng thống sẽ hy sinh ông vì lợi ích cá nhân. Tôi có bảo đảm, ông Giuliani nói và không giải thích gì thêm. Ông Giuliani sau đó lên tiếng chắc chắn rằng ông chỉ đang đùa mà thôi. Tuy nhiên, phát biểu này được tin là một lời cảnh báo của ông Giuliani đối với Tổng thống Trump rằng ông rất có nghề và không dễ dàng cho bị chìm xuồng như cựu đồng nghiệp Michael Cohen khi chưa khiến ai đó phải trở nên khốn đốn. Thưa quý vị, Bộ trưởng Hải quân Mỹ Richard Spencer mới mất chức, nói về cách ông Trump chia rẽ ngũ giác đài như thế nào. Bộ trưởng Hải quân Mỹ bị sa thải đã quay lại chỉ trích người đứng đầu tòa Bạch Ốc vì những hành động gây sốc, can thiệp và làm chia rẽ ngũ giác đài. Cựu chỉ huy Hải quân Mỹ Richard Spencer chỉ trích nhà lãnh đạo Donald Trump đã can thiệp vào cuộc điều tra về hành vi phạm tội của đặc nhiệm SEAL Edward Gallagher. Cơ chế ngăn chặn ảnh hưởng từ mệnh lệnh chỉ huy là thứ khiến lực lượng vũ trang của chúng ta khác với các nước khác, trong khi hệ thống tư pháp quân sự của chúng ta đã góp phần xây dựng một lực lượng hải quân hùng mạnh nhất thế giới, ông Spencer nói trong bài báo đăng trên Washington Post. Ông lưu ý rằng nước Mỹ đang dạy những người lính của mình phải kỷ luật và nguy hiểm, còn việc bảo vệ thường dân và đối xử công bằng với các tù nhân là yếu tố khác biệt của Hải quân Mỹ. Nói về các giá trị cốt lõi đối với quân đội, ông Spencer lên án sự can thiệp của Tổng thống Trump vào vụ sử đặc nhiệm Gallagher, người bị cáo buộc phạm một số tội ác chiến tranh trong thời gian tại ngũ. Điều đáng chú ý là người lính đặc nhiệm này bị nghi ngờ sát hại một tù binh nhà nước Hồi giáo IS tự xưng ở Iraq, cũng như bị kết án tạo gián chụp ảnh bên xác chết tù binh. Ông Trump đã tham gia vụ án gần như ngay từ đầu. Trước khi phiên tòa bắt đầu vào tháng 3, tôi đã nhận được hai cuộc gọi từ Tổng thống với yêu cầu hủy bỏ lệnh giam giữ đối với Gallagher. Tôi chắc chắn rằng sự quan tâm của ông Trump có liên quan đến việc vụ án đã trở thành tâm điểm chú ý của giới truyền thông, ông Spencer cho biết. Tổng cộng,
Tổng thống Mỹ đã có 3 lần can thiệp vào cuộc điều tra vụ án Gallagher, cựu bộ trưởng chắc chắn. Lần cuối cùng là sau khi có lệnh tha bổng cho quân nhân từ phía tòa án. Tòa án xét xử Gallagher phạm tội tạo gián chụp ảnh bên xác chết tù binh, nhưng tha bổng tội danh giết người. Hình phạt của anh ta chỉ là bị hạ quân hàm và mất một khoản tiền phụ cấp. Ông Trump đã yêu cầu Hải quân Mỹ phục hồi quân hàm cho Gallagher, đồng thời cho phép anh ta giữ lại tất cả các huy chương và tiền thưởng. Ông Spencer nói, cựu quan chức coi việc gây ảnh hưởng của Tổng thống Mỹ là gây sốc và chưa từng có tiền lệ. Bản thân vị bộ trưởng này cũng bị cách chức vì bí mật liên hệ với các đại diện tòa Bạch Ốc. Ông Spencer đã cố gắng đàm phán với chính quyền Trump để đưa ra đề nghị cho Gallagher xuất ngũ với đủ lương hưu của lính đặc nhiệm xưa nếu tòa Bạch Ốc không can thiệp vào vụ xử này. Trong bài báo, nhà quân sự thừa nhận sai lầm của mình, nhưng cũng nhấn mạnh rằng ông Trump hiểu rất ít về cách quân đội hoạt động như thế nào và những quy tắc nào được thông qua trong các lực lượng vũ trang Mỹ. Tôi hiểu Tổng thống bày tỏ ý định của mình trên Twitter, nhưng tôi vẫn không coi đó là một mệnh lệnh chính thức. Sự can thiệp của Tổng thống cuối cùng đã khiến tòa án quân sự ra phán quyết về số phận của Gallagher như ông Trump muốn, và ông Spencer bị sa thải. Tuy nhiên, người đứng đầu ngũ giác đài nhiều lần lên tiếng khẳng định rằng việc sa thải Bộ trưởng Hải quân không liên quan đến vụ án xét xử lính đặc nhiệm. Ông Spencer đánh mất sự tín nhiệm của Bộ Quốc phòng Mỹ và do đó quyết định sa thải ông được thông qua. Người đứng đầu ngũ giác đài khẳng định, dưới thời ông Trump, không tồn tại một nguyên tắc ra quyết định nào cố định, và ở thời điểm hiện tại, ông ấy là nguyên tắc duy nhất. Nhưng với các phương tiện truyền thông Mỹ thì đều có cùng quan điểm khi bình luận về hành động của người đứng đầu tòa Bạch Ốc, đồng thời cho rằng sự ra đi của Bộ trưởng Hải quân có liên quan đến sự thất vọng của ông Trump. Các nhà phân tích của Atlantic cho rằng ông Spencer không còn trung thành với Tổng thống và do đó bị mất chức. Ngoài ra, Tổng thống Mỹ bằng hành động của mình liên quan tới vụ Gallagher khiến người ta phải nghĩ rằng kỷ luật quân sự chỉ là một cụm từ trống rỗng đối với ông, và ông chỉ tuân theo chính bản thân mình không hơn không kém. Thưa quý vị, việc từ chức của Bộ trưởng Hải quân Richard Spencer chỉ là va chạm mới nhất giữa các lãnh đạo quân sự và Tổng thống Trump, người nhiều lần phớt lờ hoặc làm trái lời khuyên của họ. Tổng thống Donald Trump nhậm chức với lời hứa cởi trói cho các chỉ huy quân đội sau nhiều năm quản lý chặt chẽ dưới thời ông Obama. Nhưng hiện tại, ông phải đối mặt sự chia rẽ với các lãnh đạo ngũ giác đài sau khi áp đảo họ bằng một loạt quyết định từ rút quân khỏi Trung Đông và sử dụng ngân sách quốc phòng cho bức tường biên giới đến quyết định kỷ luật các tướng lĩnh. Ngay cả trước khi Bộ trưởng Hải quân Richard Spencer bị buộc từ chức vào cuối tuần, một số quan chức cấp cao nhất của ngũ giác đài đã tranh luận về việc ra đi vì những gì họ coi là sự xem thường hệ thống cấp bậc của ông Trump. Hai quan chức cấp cao nói với Politico, ông Richard Spencer từ chức dưới áp lực vào ngày 24 tháng 11, sau khi bị Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper khiển trách vì nỗ lực vụng về, lén lút nhằm chống đối lệnh của ông Trump để Hải quân ngừng thủ tục kỷ luật đặc nhiệm xưa Petty Officer Edward Gallagher, người bị buộc tội vì chụp ảnh với thi thể một chiến binh ở Iraq. Tuy nhiên thưa quý vị, vụ việc chỉ là một sự va chạm mới nhất giữa ông Trump với lãnh đạo ngũ giác đài. Sau khi Tổng thống phớt lờ hoặc làm trái lời khuyên của họ để rút quân khỏi Syria, cấm người chuyển giới nhập ngũ và tài trợ biên giới Mỹ-Mexico, các lãnh đạo quân sự cũng phải dọn dẹp các lùm xùm chính trị liên quan đến Tổng thống, bao gồm cả việc tòa Bạch Ốc có thể đã tìm cách che tên của tàu khu trục USS John McCain khi ông Trump đến thăm Nhật Bản vào mùa xuân năm ngoái. Hôm 25 tháng 11, ông Spencer bày tỏ bất bình vì sự can thiệp của Tổng thống trong vụ Gallagher. Điều đó gửi thông điệp gì tới các binh sĩ? Rằng họ có thể thoát tội. Chúng ta phải có trật tự
và kỷ luật tốt. Đó là xương sống của quân đội, ông nói với CBS. Cách chỉ huy của ông Trump. Có nhiều cách để đối phó với lệnh của Tổng thống, thường được chuyển qua Twitter. Đáng kể nhất là trong trường hợp cựu Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis, người từ chức tháng 12 năm 2018, sau khi Tổng thống ra lệnh rút toàn bộ quân khỏi Syria. Vài giờ trước khi từ chức dưới áp lực, ông Spencer thừa nhận với Politico rằng ông Trump và các nhà lãnh đạo quân sự bất đồng về một loạt vấn đề trong những tháng gần đây, dù ông đã cố gắng gạt bỏ suy nghĩ hai bên đang có mâu thuẫn. Lương tâm không cho phép tôi tuân theo mệnh lệnh mà tôi cho rằng vi phạm lời thề thiêng liêng của tôi trước sự chứng kiến của gia đình, lá cờ và đức tin để ủng hộ và bảo vệ hiến pháp Mỹ. Riêng đối với ông Trump, thì ông lại biện hộ cho rằng sự can thiệp của ông trong các trường hợp của quân đội tinh nhuệ. Ông nói với các phóng viên hôm 25 tháng 11 rằng ông đang bảo vệ các chiến binh của Mỹ trước các thủ tục rất không công bằng. Chưa bao giờ có một tổng thống nào dám đứng lên vì họ như tôi đã làm, ông Trump phát biểu trong phòng bầu dục. Trung tướng về hưu Michael Nagata đồng ý rằng những thất vọng là có thật. Tổng thống và các lãnh đạo cấp cao của ông dường như ít quan tâm đến phản hồi của các sĩ quan thực địa. Ông Nagata, người từng giám sát cuộc chiến chống nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria, cho biết một số lãnh đạo quân đội lo sợ sự chia rẽ sẽ mở rộng sau vụ việc của Gallagher. Tổng thống Trump luôn có cố vấn riêng và ở mức độ nào đó xem thường Bộ Quốc phòng. Nhưng nó đang leo thang và tôi nghĩ nó sẽ tiếp tục leo thang, đặc biệt trong bối cảnh chính trị như cuộc luận tội hiện nay. Tôi đoán ông ấy sẽ tiếp tục thắt chặt sự kìm kẹp của mình đối với ngũ giác đài như ông ấy đã làm trong năm qua. Mời giải chúng tham gia giải đấu Baccarat Lucky 8 để có cơ hội thắng 888.888. Tìm hiểu thêm, xin vào livecasinohotel.com. Phải từ 21 tuổi trở lên, hãy chơi có trách nhiệm và cần được trợ giúp, xin hãy gọi 1-800-GAMBLER. Xem Cargo nhận chuyển hàng về Việt Nam, giao tận nhà và khắp các tỉnh thành, bảo đảm nhanh, uy tín, gửi về Sài Gòn 3 đồng 50 xu một bao, gửi về Hà Nội và các tỉnh 3 đồng 95 xu một bao. Có tracking number và bảo hiểm bồi hoàn. Địa chỉ 6521 Arlington Boulevard, phòng B105. Phone Church VA 22042, điện thoại 703-340-3949. Trân trọng kính mời, quý vị hãy gọi ngay cho Sam Cargo 703-340-3949. Trung tâm Thúy Nga trân trọng thông báo, DVD Paris Men 129 chủ đề Dynasty, trực tiếp thu hình tại Las Vegas, phát hành ngày 8 tháng 11 năm 2019. Với sự góp mặt của tất cả ca sĩ của Trung tâm Thúy Nga, đặc biệt có sự xuất hiện của các danh ca như Tuấn Ngọc, Khánh Hà, Thái Hiền, Thái Thảo, Thanh Tuyền, v.v. MC nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn và cô Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Đây là một chương trình văn nghệ đặc biệt hiếm có, tạo thành tài liệu lịch sử văn hóa cho người Việt trong và ngoài nước, luôn luôn hướng về quê hương đất nước, một dân tộc có 4.000 năm văn hiến. Để đặt mua DVD Paris by Night 129, xin liên lạc Trung tâm Thúy Nga qua số 714-894-5811 hoặc vào thuynga.shop.com. Thân ái, mến chào quý vị. Trong cuộc sống có những điều rất bình thường mà chúng ta ít khi quan tâm. Đó là nước uống cho cơ thể của chúng ta. Nguồn nước không tốt sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và cuộc sống của mọi người. Để thay đổi nguồn nước không tốt đó, chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu chiếc máy Kangen K8. Với đặc tính khoa học và tối tân nhất hiện nay trong việc đào thải các chất axit và các hóa chất có rất nhiều trong nguồn nước uống hiện nay, chiếc máy Kangen K8 còn tạo ra 7 nguồn nước khác nhau, uống rất tốt cho sức khỏe. Nguồn nước này còn giúp cho làn da đẹp, làm cho mái tóc mượt mà. Nguồn nước này còn rửa được rau, thịt cá và nấu ăn rất là ngon. Xin hân hạnh giới thiệu chiếc máy Kangen K8. Thay đổi nguồn nước chính là lúc chúng ta đang thay đổi trong cuộc sống.
Hãy liên lạc ngay với chúng tôi để hiểu rõ về sức mạnh của nguồn nước Kangen, chắc chắn giúp cho quý vị sẽ tìm lại được kho tàng quý báu chính là sức khỏe. 703-992-6100, nguồn nước mới, cuộc sống mới. 703-992-6100 hay 703-473-9326. Trung tâm Eden Center như một tiểu Sài Gòn, nơi thanh lịch để mua sắm, nơi để thưởng thức nhiều món ăn ngon, đặc sắc, nổi tiếng của nền ẩm thực Việt Nam. Eden Center tọa lạc gần Seven Corners, Falls Church, Virginia, được thành lập từ năm 1984 và Hội đồng Phát triển Kinh tế của thành phố Falls Church coi đây là một địa điểm du lịch số 1 trong khu vực, quy tụ hơn 100 cửa hàng với những cơ sở kinh doanh của người Việt Nam, gồm nhiều nhà hàng, tiệm vàng, gift store, tiệm cắt tóc, phục vụ cho quý vị đồng hương Việt Nam. Đến Falls Church, Virginia, quý vị đồng hương đừng quên đến trung tâm Eden Center. Và thưa quý khán giả, Lê Ngọc xin nhắc nhở cho quý vị khán giả ở DC, Maryland, Virginia, nếu mà quý vị đang hưởng chương trình Medicare, đó là chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị cao niên từ 65 tuổi trở lên, quý vị chỉ còn có một tuần nếu mà quý vị muốn thay đổi chương trình bảo hiểm mà quý vị đang có. Còn nếu mà quý vị vui với lại những gì, những chương trình bảo hiểm mà quý vị đang được hưởng thì quý vị không cần. Nhưng nếu muốn thay đổi, quý vị nhớ chỉ còn có một tuần nữa, vì tới ngày 7 tháng 12 là hạn chót cho quý vị ghi danh thay đổi lại chương trình Medicare. Riêng cho quý vị thính giả đang hưởng chương trình bảo hiểm vừa túi tiền mà chúng ta thường nghe tới, đó là Obamacare hoặc gọi là Affordable Care Act, thì quý vị còn 2 tuần nữa, vì ngày chót là ngày 15 tháng 12, để mà quý vị ghi danh lại, thay đổi, nhìn được những cái quyền lợi mới cho chương trình bảo hiểm sức khỏe cho năm 2020. Lệ Ngọc xin nhắc nhở cho quý vị. Quý vị có thể đến đài ở ngay tại văn phòng của đài trong khu Eden Center để mà tất cả các anh chị em trong đài NVO giúp cho quý vị ghi danh cho chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare cho năm 2020. Và Lệ Ngọc xin được trở lại với phần tin còn lại trong ngày hôm nay. Thì thưa quý vị, khi mà nói đến cái bức thư từ Ủy ban Tư pháp Hạ viện gửi đến cho Tổng thống Donald Trump, thì Ủy ban đã viết là vui lòng cung cấp cho Ủy ban thông báo về việc luật sư của Tổng thống Donald Trump có ý định tham gia hay không, chỉ định những đặc quyền nào mà luật sư của Tổng thống được sử dụng. Hạn chót, thưa quý vị, đó là 5 giờ chiều ngày 6 tháng 12, 2019. Và hiện nay những tin tức nhận được thì Tổng thống Donald Trump, ông vẫn im lặng, chưa trả lời. Và Chủ tịch của Ủy ban Tư pháp tại Hạ viện, đó là ông Jerry Nadler, cũng đặt cùng thời gian tương tự để yêu cầu các nghị sĩ bên đảng Cộng hòa là thành viên của Ủy ban Tư pháp thông báo với Tổng thống Donald Trump về những nhân chứng và bằng chứng mà bên phía này họ định đưa ra cho chính ông Jerry Nadler. Thì theo kế hoạch được biết, Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ sẽ tổ chức một loạt những thủ tục luận tội, bao gồm một phiên điều trần đầu tiên tuần tới, đó là vào ngày 4 tháng 12. Thì trong ngày đó, các chuyên gia pháp lý sẽ làm chứng về căn cứ hiến pháp để mà luận tội. Và Ủy ban Tư pháp Hạ viện cũng đã mời Tổng thống Donald Trump tham gia phiên điều trần. Và thưa quý vị, cái hạn chót cho ngày 4 tháng 12 cho Tổng thống Donald Trump là vào lúc khoảng 6 giờ chiều ngày đầu tháng 12, ngày 1 tháng 12, để thông báo việc Tổng thống Donald Trump hoặc là những nhân vật trong nhóm pháp lý của ông tới tham dự hay không. Thì những nhận định, những ghi nhận hoặc là những cảm nhận của một số người khi mà nói đến cái tiến trình luận tội Tổng thống Donald Trump thì chúng ta cũng đều biết là hiện nay cái sự chia rẽ nó cũng đang dâng lên cao. Anh Việt Linh sẽ gửi đến cho quý vị những gì mà anh được ghi nhận, những cảm nhận của những nhân vật như thế nào. Lê Ngọc xin mời anh Việt Linh. Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay chúng ta hiện vẫn còn đang trong những ngày của mùa lễ tạ ơn. Và để chấm dứt phần tin Morning News hôm nay với tâm tư thoải mái, nhẹ nhàng nhất có thể, Việt Linh xin gửi đến quý vị thính giả một chút tâm tư, suy nghĩ của tài tử điện ảnh ông Robert Redford qua bài viết ngắn mang nhan đề
chính quyền độc tài của Tổng thống Trump đã tấn công những giá trị căn bản của Hoa Kỳ. Đã đến lúc Trump phải ra đi. Thưa quý vị, chúng ta đang phải đương đầu với một cuộc khủng hoảng mà tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ chứng kiến trong cuộc đời của tôi. Tổng thống Trump, như một lãnh tụ độc tài, đã tấn công vào tất cả mọi thứ mà đất nước này bảo vệ. Như cuộc điều tra luận tội vào tuần trước đã cho thấy rõ, lòng khoan dung, sự khác biệt và tôn trọng sự thật, pháp quyền thiêng liêng, tự do báo chí thiết yếu và quyền tự do ngôn luận quý báu, tất cả những giá trị này đều bị một người duy nhất đe dọa. Đã đến lúc Trump phải ra đi, cùng với tất cả những ai ở trong quốc hội đã lựa chọn trung thành với đảng thay vì lời thề long trọng xác nhận bảo vệ hiến pháp của Hoa Kỳ và tùy thuộc chúng ta, làm cho điều này thành hiện thực qua sức mạnh của lá phiếu. Khi Trump thắng cử, mặc dù ông ta không phải là lựa chọn của tôi chân thật nghĩ rằng một cách công bằng nên để cho ông ta một cơ hội. Và cũng như nhiều người khác, tôi đã làm như vậy. Nhưng gần như ngay lập tức, ông ta bắt đầu làm cho tôi thất vọng và rồi làm tôi lo sợ. Nhưng tôi không nghĩ rằng tôi đơn độc. Tối nay, tôi đau lòng nhìn thấy những gì đang xảy ra cho đất nước của chúng ta. Lớn lên là một đứa trẻ trong Thế chiến thứ hai, tôi đã chứng kiến đất nước Hoa Kỳ đoàn kết chống lại sự đe dọa của chế độ phát xít. Tôi cũng thấy như vậy trong cuộc khủng hoảng Watergate, khi nền dân chủ của chúng ta bị đe dọa. Và một lần nữa, khi quân khủng bố làm cho thế giới đảo lộn. Trong những cuộc khủng hoảng này, quốc hội tập hợp lại những nhà lãnh đạo đoàn kết lại. Những chính trị gia từ hai phía cùng đứng lên để bảo vệ những nguyên tắc căn bản và những giá trị đã làm cho chúng ta trở thành một nước lãnh đạo thế giới và là ngọn đèn hy vọng dẫn đường cho những ai đang tìm kiếm tự do cho chính họ. Thưa quý vị, những gì đang xảy ra ngay bây giờ rất đáng lo ngại. Thay vì là một nước Hoa Kỳ đoàn kết, United States of America, thì chúng ta lại đang trở thành một nước Hoa Kỳ chia rẽ, Divided States of America. Những nhà lãnh đạo từ hai phía thiếu sự can đảm căn bản để vượt qua hành lang chính trị, nhân danh những gì tốt đẹp cho nhân dân Hoa Kỳ. Chúng ta đang ở một thời điểm mà tôi miễn cưỡng tin rằng chúng ta có nhiều thứ để mất. Đây là lúc nghiêm trọng và không thể tha thứ được. Một chế độ quân chủ trá hình đang kiệt sức và hỗn loạn. Không chút ngạc nhiên khi thấy nhiều người đã vỡ mộng. Phần đông công chúng Hoa Kỳ bận rộn với cuộc sống thật, cố gắng kiếm đủ sống và vô cùng thất vọng, không hiểu vì khó khăn nào mà Washington không giải quyết được điều này. Nhưng sự việc là như vậy. Chỉ có 11 tháng còn lại trước cuộc bầu cử tổng thống. 11 tháng trước khi chúng ta có một cơ hội thực sự để chỉnh đốn lại con tàu và thay đổi hướng đi, để tránh thảm họa đang ở phía trước mắt chúng ta. Chúng ta hãy tận tình bỏ phiếu cho những người đại diện theo sự thật, cá tánh và sự liêm chính, bất kể chúng ta ở phe nào, đảng nào. Chúng ta hãy trở lại là một quốc gia lãnh đạo thế giới mà thế giới đang cần thiết chúng ta một cách tuyệt vọng. Chúng ta hãy trở lại một cách nhanh chóng và giản dị thành những người Hoa Kỳ. Và thưa quý thính giả, một bản tin mới nhất vừa mới được USA Today đưa ra, đặt ra một cái câu hỏi khi mà nói đến vấn đề luận tội Tổng thống Donald Trump và những sự chỉ trích, những sự chống đối hay ngược lại những sự ủng hộ cho Tổng thống Donald Trump.
Thì thưa quý vị, chúng ta đã nghe rất nhiều những nhân vật cao cấp ở ngay trong Tòa Bạch Ốc, trong chính phủ của Tổng thống Donald Trump là những người đã đưa ra những sự kiện, những lời khai bất lợi cho Tổng thống Donald Trump. Và cái câu hỏi từ tờ USA Today đưa ra đầu tiên trong ngày hôm nay là của ông John Dean. Khi mà nhắc đến ông John Dean, thưa quý vị, ông là một nhân vật rất là nổi tiếng trong vụ Watergate, là người đã biết đôi điều về âm mưu trong Tòa Bạch Ốc. Thì ông có Twitter mới đây, ông đặt ra một cái câu hỏi: có phải cố vấn cao cấp của Tổng thống Donald Trump, nói đến nhân vật này và nói đến hiện tại, ai là cố vấn cao cấp của Tổng thống Trump? Quý vị, chính là bà Kellyanne Conway. Thành thử cái câu hỏi của ông đặt ra làm cho mọi người chúng ta rất là tò mò và thật sự muốn biết những nhân vật ẩn danh từ tác giả của cuốn sách A Warning, cảnh báo, hay là người whistleblower, thổi còi. Thì thưa quý vị, bà Kellyanne Conway có phải là người cộng tác với tác giả vô danh của cuốn sách Bán chạy về hậu trường Tòa Bạch Ốc hay không? Và tại sao có câu hỏi này? Thưa quý vị, ông John Dean là cố vấn pháp lý của Tòa Bạch Ốc của Tổng thống Nixon, là người đã có phiên điều trần làm bùng nổ vụ bê bối Watergate. Thì trong ngày thứ tư, ông John Dean lại chia sẻ ý kiến của ông trên Twitter, và sau đó US Today đã đưa ra về danh tánh. Có thể, thưa quý vị, chúng ta có rất nhiều những đồn đoán. Khi mà nói đến là nặc danh hay là không được biết tên thì lẽ đương nhiên lúc nào cũng có những đồn đoán. Thì trên Twitter, ông John Dean đã chia sẻ ý kiến của ông về danh tánh có thể của người ẩn danh sau khi mà ông John Dean đọc bài xã luận. Và bài xã luận này của phu quân của Kellyanne Conway, đó là George Conway, đăng trên tờ The Atlantic vừa mới đây trong tháng 10. Và bài xã luận này có cái tên "Không đủ năng lực cho nhiệm kỳ". Bài xã luận mà theo cái văn viết văn phong thẳng dược như vậy, khắc nghiệt, đã nêu ra những điểm như không có một vị tổng thống nào gần đây, và có lẽ không từng có một vị tổng thống nào lại làm dấy lên bàn luận về sự ổn định tâm thần và liên quan với thực tế nhiều như vậy. John Dean đã tin là mình đã nhìn thấy một vài điểm tương đồng trong giọng điệu, nếu không nói là văn phong, trong cuốn sách A Warning, lời cảnh báo của tác giả ẩn danh. John Dean đã suy đoán cả hai vợ chồng của ông Conway đều cộng tác chặt chẽ với cuốn sách này. Mặc dù trên phương diện nổi, chúng ta đều thấy bà Kellyanne Conway luôn rất là bên vực Tổng thống Donald Trump, nhưng đằng sau thì như thế nào? Đọc bài xã luận và đọc lời cảnh báo của tác giả ẩn danh mạnh mẽ chỉ ra, hiện nay vẫn là ẩn danh, tác giả này là sự hợp tác, có phải là của Kellyanne và George Conway? Đó là lời Twitter mà ông John Dean đã đăng trên Twitter của chính ông. Phong cách tương tự, người ẩn danh vào hôm qua trên Reddit đã cho rằng ông ta hay là bà ta sẽ công khai danh tánh trước ngày 3 tháng 11 năm 2020, ngày bầu cử. Thành thử khi mà anh Việt Linh nói đến 11 tháng nữa, thưa quý vị, đó là những gì mà chúng ta hãy cùng nhau theo dõi, và cái lá phiếu của chúng ta đó mới chính thật là cái sự việc quan trọng, là có bầu cho vị tổng thống cho năm 2020, vị tổng thống này là ai để giữ giá trị của nước Mỹ của chúng ta. Luật sư Conway là cái tiếng nói chỉ trích Tổng thống Donald Trump rất gay gắt trên Twitter, thì ngay lập tức ông này đã dập tắt sự suy đoán này của ông John Dean với một cái dòng chữ rất ngắn gọn là ông George Conway mong như vậy nhưng không phải. Một cái điều mà chúng ta biết, khi mà vợ với chồng đều có những cái quan điểm chính trị khác nhau thì cái đời sống nó như thế nào, thưa quý vị? Có lẽ mỗi người chúng ta đều có cái câu trả lời. Cái người ẩn danh hay là nặc danh đã xuất hiện vào tháng 10 trong một bài xã luận đăng trên tờ New York Times. Trong đó, tác giả ẩn danh này đã tiết lộ có biết danh tánh người này hay không. Tác giả cuốn sách nhận mình là một viên chức cao cấp mà thôi trong chính phủ, và là thành phần trong nhóm chống đối trong nội các của Tổng thống Trump.
Và trong cuốn sách được xuất bản vào tháng này, thì tác giả nặc danh này đã miêu tả Tòa Bạch Ốc là một nơi hỗn loạn khôn cùng, không ai chịu trách nhiệm về nơi này cả. Còn Tổng thống Trump dưới ngòi bút của tác giả chỉ là một thiếu niên 12 tuổi trong phòng kiểm soát không lưu, nhấn nút kiểm soát một cách rất là bừa bãi, thờ ơ với những chiếc phi cơ đang trượt qua phi đạo và những chuyến bay chuyển hướng điên cuồng ra khỏi phi trường. Những lời bình phẩm như vậy, quý vị thính giả của NVR chắc chắn quý vị có sự đồng tình hay là quý vị không có. Điều này Lệ Ngọc có thể biết là quý vị thính giả của NVR như thế nào rồi. Thì tác giả này đã tham gia một cái diễn đàn mới đây trong tuần này, trong ngày thứ ba. Thì tác giả đã nói trên trang mạng Reddit là hỏi tôi bất cứ điều gì. Và Tổng thống Trump sẽ được nghe từ đích tôi, đích danh tôi trước bầu cử năm 2020. Câu đố về Conway lâu nay vẫn gây một cái sự tò mò cho Washington trong nhiều năm nay. Nhưng vào tuần trước lại được lôi ra và thu hút sự chú ý. Khi mà Tổng thống Donald Trump ở trên Fox and Friends, chương trình của đài Fox, đã khen ngợi Kellyanne nhưng lại bảo là cô ấy đã kết hôn với một gã điên khùng. Và chính Tổng thống ông còn đùa rằng cố vấn cao cấp của ông Kellyanne Conway, một người ủng hộ Tổng thống nhất mực, phải làm điều gì đó tệ lắm trong nhiều năm nay, đến nỗi mà chồng mới có một hành vi như vậy. Thưa quý vị, do đó những cái đồn đoán và những cái câu hỏi của John Dean cũng làm cho người ta thắc mắc. Thời gian mới trả lời được, có phải Kellyanne Conway đã cộng tác với tác giả ẩn danh trong cuốn sách chỉ trích Tổng thống Donald Trump hay không? Và những cái giây phút cuối cùng, Lệ Ngọc tạm biệt với quý vị thính giả với một bài viết, một nhận định của một tác giả Việt Nam, đó là ông Nguyễn Đạt Thịnh, nói về vấn đề có nên trút phế Trump hay không. Trút phế Trump là nỗ lực của Hạ viện Dân Chủ đã được nhiều viên chức của chính phủ hưởng ứng, nhất là quý vị đại sứ và nhân viên ngoại giao được toàn thể mọi tổ chức truyền thông yểm trợ, trừ đài nào, đó chính là đài Fox News thân chính, và được đa số quần chúng quan tâm, theo dõi. Tuy nhiên, cái thế chính nghĩa đó không bảo đảm được việc trút phế sẽ thành công, vì Trump là một nhân vật phải được mô tả rất đáo để và vô cùng cứng cựa. Trong 40 năm làm mưa, làm gió trên thương trường và ngay cả trên chính trường, Trump chưa bị ai khắc phục cả, chỉ thấy ông khắc phục người khác, khắc phục nhiều trở ngại, khó khăn. Mọi vị tổng thống khác của Mỹ đều phải công bố tài sản của mình, phải buông bỏ mọi thương vụ của mình để làm chủ, đang làm chủ, phải công bố tờ khai thuế lợi tức. Trump tự miễn cho mình những thứ lỉnh kỉnh đó. Tài sản của ông là một hệ thống khách sạn sang trọng bậc nhất mà ngân sách của Mỹ, ngân sách nhiều quốc gia khác trên thế giới đã phải đóng góp vào qua việc các chính khách Mỹ và thế giới đến ngủ tại đó, ăn tại đó, kể cả chính khách Mỹ. Trump tự tay điều hành việc nước, việc nội trị, việc ngoại giao, việc thay đồng minh, có những quốc gia đồng minh nghèo và yếu như của nợ phải giúp đỡ, đổi nước thù nghịch thành đồng minh chí cốt với sự tuân hành của các tướng lãnh, một số tướng khác bất đồng ý kiến từ chức hay bị thay đổi. Trump còn có thể là người nguy hiểm vì người Mỹ đầu tiên dám chống Trump đã phải trốn sau cái mọc whistleblower để được an toàn trong thế vô danh, vô hình tố cáo việc Trump ép một ngoại bang, nước Ukraine can thiệp vào cuộc bầu cử 2020 sắp tới của Mỹ để giúp cho ông hạ một ứng cử viên bên Dân Chủ, ông Joe Biden. Hạ viện Dân Chủ đã mở cuộc điều tra trút phế Trump. Đa số nhân chứng điều trần đều buộc tội ông và đều là nhân viên của chính phủ. Bà Fiona Hill, nhân viên của Tòa Bạch Cung, giám đốc của nhà Nga và Âu Châu, sự vụ, trình bày nỗ lực của bà để chống lại việc Tổng thống ép buộc Ukraine phải điều tra bố con của nguyên Phó Tổng thống Joe Biden, vì con trai của ông Biden, ông Hunter Biden, làm điều gì đó xấu xa trong lúc ông ta là một nhân viên của hãng năng lượng Burisma. Trump
muốn Ukraine công bố việc xấu xa đó để ông sử dụng như một loại khí tấn công ứng cử viên Joe Biden. Một nhân chứng khác, ông David Holmes, nhân viên làm việc trong sứ quán Mỹ tại Ukraine, chứng kiến việc Tổng thống gọi điện thoại cho đại sứ Gordon Sondland hỏi về thái độ của Tổng thống Ukraine đối với việc điều tra ông Hunter Biden mà Trump yêu cầu. Ông Sondland là đại sứ Mỹ tại Liên Âu được Trump gửi sang Ukraine quan sát phản ứng của Ukraine đối với công tác điều tra mà ông đã bảo họ làm. Ngoài việc Tổng thống có rác rưởi để bôi nhọ ứng cử viên đối thủ, công tác đó còn bao gồm việc Tổng thống Ukraine nhìn nhận việc can thiệp vào bầu cử năm 2016 để giúp Nga tránh tiếng là đã nhúng tay vào phá rối sinh hoạt nội bộ của Mỹ. Trump không thích dư luận, cho là ông đã nhờ Nga mới đắc cử. Bà Hill gọi việc Ukraine nhận tội thay cho Nga là fictional narrative, tường thuật hư cấu, thực hiện để giải quyết một dư luận bất lợi cho Trump. Bà tiến sĩ Fiona Hill còn sáng tác ra một danh từ nữa, và danh từ này là domestic political errand, bọn chạy việc chính trị lặt vặt, để chỉ đám tay sai của Trump như bọn Sondland và Mulvaney. Trump đã tạo ra nhóm này vì những chính khách đứng đắn, không ai làm việc như những việc ma bùn đó. Đứng trước Ủy ban điều tra trúc vế Tổng thống, bà Fiona Hill dõng dạc nói, "I'm not a part of whatever drug deal Sondland and Mulvaney are cooking up." Dịch là, tôi không tham dự bất cứ phần nào của sản phẩm ma túy do Sondland và Mulvaney tạo ra. Bà giải thích hai chữ drug deal trong câu mà bà nói có nghĩa là kế hoạch trao đổi giữa ông Trump và Ukraine. Ukraine phải làm những gì đó để được Trump cho vào Tòa Bạch Ốc diện kiến và nhận viện trợ quân sự. Những nhân chứng vừa mạnh miệng vừa nắm giữ nhiều nhiệm vụ quan trọng trong Tòa Bạch Ốc và trong ngành ngoại giao như bà Fiona Hill đã xuất hiện rất đông và tiết lộ rất nhiều chi tiết giá trị trong cuộc điều trần của Hạ viện. Tuy nhiên, số người tuân lệnh Tổng thống không đáp ứng trác đòi, không ra điều trần cũng còn nhiều, như ông Mick Mulvaney, đó là quyền tham mưu trưởng của Tòa Bạch Ốc, ông Ngoại trưởng Mike Pompeo, ông Rudy Giuliani, luật sư riêng, và ông John Bolton, nguyên cố vấn an ninh của Tổng thống. Trong cuộc phỏng vấn vào ngày 22 tháng 11 năm 2019, Trump đã cáo buộc dân biểu Adam Schiff là điên và đòi truy tố ông ta về tội vu cáo Tổng thống. Ông nói, họ nghĩ là tôi sẽ đắc cử năm 2020 rồi họ bảo nhau, có cách nào đừng cho ông ta đắc cử được không? Và giờ này họ đã mưu cầu một cuộc đảo chính, quá là nhục nhã. Tôi muốn đưa nội vụ ra tòa. Trump vẫn ồn ào giành ghế chủ động, vẫn đặt chuyện nói láo. Brian Kilmeade, một trong hai phóng viên của đài Fox News đã hỏi ông, căn cứ vào đâu mà Tổng thống quả quyết là chính phủ Obama đang ra tay đánh phá chính phủ của ông? Trump trả lời, ông không muốn tiết lộ bí mật đó, và ông chỉ có thể nói là hàng tấn tin tức cho ông biết là vô số việc xấu sẽ xảy ra. Ông đã lấy thí dụ về cú điện thoại giữa ông và đại sứ Gordon Sondland. Trump quả quyết là ông không hề gọi cho ông Sondland, mặc dù chúng ta đã nghe ông Sondland xác nhận với ông David Holmes là chính Tổng thống Donald Trump đã gọi cho Sondland. Trump đã giải thích chỉ cần một người với một cái điện thoại, ai gọi chẳng được, nhưng chắc chắn là tôi không gọi. Cuộc phỏng vấn của Hạ viện đã khá dài và rất đầy đủ. Giờ này đến phiên Thượng viện, trong trọng trách tòa án để xét xử. Vai trò chính sẽ do nghị sĩ Lindsey Graham, tiểu bang South Carolina, chủ tịch của Ủy ban Tư pháp Thượng viện. Thành tích của ông Lindsey Graham đó là binh vực Trump bằng mọi giá, dù cái giá đó là phản bội quyền lợi của nước Mỹ, phản bội giá trị luân lý của người Mỹ. Lindsey Graham đã gửi văn thư yêu cầu Ngoại trưởng Pompeo cung cấp cho ông một tài liệu liên quan đến bố con của ông Biden và công ty khí đốt Burisma. Chắc chắn ông ta sẽ khui cái hũ mắm cũ để giải thích
để giải thích cho cái mùi thum thủm của hũ mắm mới. Rồi Sử Huề không trút vé ai, không thay đổi gì cả. Câu hỏi nhiều người đang quan tâm là liệu Tổng thống Trump có thực sự làm tất cả những điều sai trái đó cho tiện nghi, cho lợi ích của chính riêng ông ta hay không, thay vì theo đuổi lợi ích của nước Mỹ? Câu hỏi này là một câu hỏi rất quan trọng, và trong thực tế, đó chính là trung tâm của cuộc điều tra đã kéo dài suốt 2 tháng vừa qua, và hàng chục nhân chứng uy tín đã trả lời trong tình trạng hủ thệ. Dù quan trọng đến như vậy, nhưng vụ án không được xử và sẽ dời lại 11 tháng sau. Tại sao tác giả lại viết như vậy, thưa quý vị? Ai sẽ là người xét xử và tại sao phải dời lại 11 tháng sau? Đó chính là lá phiếu của chúng ta, cử tri sẽ xét xử việc này. Thưa quý vị, Lê Ngọc xin kính chào quý vị thính giả, và một ngày thứ bảy thật là vui, bình an, hạnh phúc sẽ đến với lại quý vị thính giả trong tuần lễ tạ ơn này, để chúng ta đón chào một mùa Giáng sinh và một năm mới thật là bình an, thật là hạnh phúc.